Đến với Nha Trang, Khánh Hòa, du khách có dịp tìm hiểu các di tích lịch sử, công trình văn hóa với kiến trúc độc đáo. Trong đó có nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang, hay còn gọi là nhà thờ núi, tọa lạc trên một ngọn đồi cao 12m cạnh ngã 6 trung tâm thành phố Nha Trang. Tên chính thức của nhà thờ là nhà thờ Chánh Tòa Kitô Vua, nhưng thường được người dân trong vùng nhắc đến với các tên gọi giản dị và quen thuộc như nhà thờ đá, nhà thờ núi. Nhà thờ được khởi công xây dựng vào ngày 3 tháng 9 năm 1928. Xưa kia, đây là vùng đất hoang sơ. Khi người Pháp đến Nha Trang, đã cho xẻ đôi núi Hòn Một, một nửa phía tây của ngọn núi này được san phẳng bởi mìn để có diện tích 4.500m2 xây nhà thờ. Tháng 12 năm 1941, công trình được hoàn tất và cái tên nhà thờ núi cũng do đó mà có. Đứng nhìn từ xa, nhiều người vẫn lầm tưởng công trình kiến trúc đồ sộ này được xây dựng bằng đá chẽ, nhưng thực tế đá chẽ chỉ được dùng lát đường và sân, còn toàn bộ các bức tường của nhà thờ được xây bằng táp lô xi măng. Nhà thờ núi mang đậm kiểu kiến trúc nhà thờ Gothic với 3 phần rõ rệt. Phần dưới cùng là cửa, phần giữa là ô cửa sổ tròn to bằng kính màu, được tô điểm những bông hoa hồng. Phần trên cùng là hành lang và 2 tháp chuông. Nét độc đáo của nhà thờ chính là bộ chuông đồng được treo trên tháp chuông. Đây là những quả chuông do hãng chuông nổi tiếng của Pháp chế tạo và cung cấp. Trên tháp chuông còn có gắn một chiếc đồng hồ lớn, có 4 mặt quay ra 4 hướng. Đối với bà con giáo dân thành phố Nha Trang, nhà thờ núi có một vị trí vô cùng quan trọng. Họ đến đây để cầu nguyện Chúa ban hồng ân. Bên cạnh đó, nhiều cặp uyên ương cũng chọn nơi đây để tổ chức đám cưới. Đây còn là địa chỉ yêu thích của khách du lịch khi đến Nha Trang, Khánh Hòa. Ngoài tham quan chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo, du khách sẽ có những giây phút thật thoải mái, yên bình khi ngắm nhìn sự thơ mộng của phố biển Nha Trang. Bước qua cửa tiền đàn, ta sẽ bắt gặp một không gian mênh mông, khoáng đạt và tràn ngập ánh sáng. Đặc điểm nổi bật nhất của kiến trúc Gothic tại đây chính là các vòm cuốn hình muối uốn cong, rộng hướng lên bầu trời. Hoa văn trang trí sử dụng những đoạn thẳng được bố trí hài hòa, tạo nên vẻ đẹp giản dị nhưng không kém phần trang nghiêm. 14 tràng đàn, tức cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu, được mô phỏng bằng các bức họa treo trên tường. Để khai thác hiệu quả ánh nắng mặt trời của hai hướng đông tây, các nhà thiết kế đã cho lắp nhiều loại kính màu xanh, đỏ vào các cửa vòm, cửa hoa hồng. Tất cả đã tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp và nhẹ nhàng, làm dịu đi bầu không khí trang nghiêm vốn có, thường thấy ở những nơi thờ phụng. Là nhà thờ Chánh Tòa, nên hàng tháng được Đức Giám Mục đến dâng lễ vào Chủ nhật đầu tháng và các ngày lễ trọng như Giáng sinh, Phục sinh, Bổn mạng giáo phận, Bổn mạng giáo xứ, Thánh lễ làm phép dầu, v.v. Rồi những đêm thế trần đón Noel, lang thang qua miền giáo đường dấu yêu. Và mỗi dịp lễ Giáng sinh, ngã 6 Nha Trang là nơi tụ họp rất đông người. Đến nhà thờ núi vào dịp này, bạn sẽ được chiêm ngưỡng ngôi nhà thờ uy nghiêm,
có dáng dấp của một thành quách thời La Mã cổ đại được trang hoàng rực rỡ. Tại đây còn có nhiều hoạt động như lễ cầu nguyện, lễ tạ ơn và nhiều trải nghiệm độc đáo khác. Trong đêm lễ, tiếng chuông nhà thờ gióng lên rộn ràng, âm vang, loan cả một không gian rộng của thành phố biển Nha Trang. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại.